Siêu thị Hải Minh, niềm tin tạo nên giá trị. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Siêu thị Hải Minh. Máy hàn là thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo, gia công mỹ nghệ, trong các công trình xây dựng. Mỗi model máy hàn sẽ được ứng dụng khác nhau nhờ vào tính năng và đặc điểm thông số kỹ thuật khác nhau của chúng. Video này Siêu thị Hải Minh muốn giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm model máy hàn đến từ thương hiệu Jasic, đó là máy hàn Jasic TIC 200 W223 và máy hàn Jasic TIC 250A W227. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hai sản phẩm này có đặc điểm gì giống nhau và khác nhau không nhé. Về thiết kế chung của máy thì chúng ta có thể thấy máy có một thiết kế rất là đặc trưng của thương hiệu Jasic. Một bên là dòng chữ Welcom. Đây là nhà phân phối độc quyền của hãng Jasic tại Việt Nam. Cả hai bên đều có. Và một bên là thương hiệu Jasic. Máy thì khá là nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, cùng với tay sắt rất là dễ dàng di chuyển các vị trí làm việc khác nhau. Cấu tạo của máy thì khá là chắc chắn, phù hợp với điều kiện làm việc của nhiều môi trường khác nhau. Về phụ kiện của máy thì chúng ta có thể thấy cả hai model máy này đều có bộ súng hàn TIC dài 4m, bộ phụ kiện cho súng hàn TIC, một kim TIC, một kẹp mát dài 2m, một ống dẫn khí, một kìm hàn que 3m và sách hướng dẫn sử dụng. Về cấu tạo thì hai model W227 và W223 này có cấu tạo là thiết kế tương đối là giống nhau. Đối với model W227 thì gồm có màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị thời gian, dòng hàn rất là rõ nét và dễ đọc. Hai nút điều chỉnh này thì là nút này là nút điều chỉnh 2T và 4T khi sử dụng hàn TIC. 2T là khi bóp cò súng hàn, nhả cò súng ra là tắt. Còn 4T là bóp cò súng và nhả cò súng ra thì máy sẽ hàn. Bóp cò súng lần 2 thì súng sẽ tắt. Đây là nút để điều chỉnh chế độ hàn TIC và hàn que. Phía trên này là hàn TIC và phía dưới này là hàn que. Đây là núm Caution, là núm điều chỉnh dòng hàn. Dòng hàn của chúng ta đây là dòng hàn 250. Nút Afford là nút điều chỉnh thời gian trễ khí. Nếu bạn muốn trễ khí lâu thì bạn thời gian càng lâu. Máy có thời gian trễ khí tối đa là 10 giây. Và đây, nút Dial Slope là nút điều chỉnh thời gian giảm dòng hàn ở mức tối thiểu này. Đây là ở mức tối thiểu. Khi bóp cò súng và nhả cò súng ra thì súng sẽ tắt ngay. Còn nếu mà chúng ta chọn là điều chỉnh dòng hàn lên đến 5 giây thì khi bóp cò súng và nhả cò súng ra thì sau 5 giây súng hàn sẽ tắt. Phía dưới này là hệ thống 4 sóc nối. Khi ở chế độ hàn TIC thì cái mát sẽ nối vào hình dương. Đây là sóc nối giữa dây điều khiển súng hàn TIC. Đây là sóc nối giữa súng hàn TIC và ống khí ga. Khi hàn que thì ngược lại, kẹp mát sẽ gắn được cực âm, kìm hàn que gắn được cực dương.
Còn đối với máy hàn tích VK223 thì có thiết kế cũng tương tự, cũng gồm có màn hình hiển thị công tắc chuyển từ chế độ hàn tích sang hàn que. Đèn báo chế độ hàn tích và hàn que. Riêng với model máy hàn tích VK223 này thì chỉ có 2 núm điều chỉnh, trong khi máy hàn tích VK227 thì có 3 núm điều chỉnh. Đối với model VK223 thì chỉ có chế độ Cushion. Chế độ Cushion này là chế độ điều chỉnh dòng hàn. Dòng hàn của máy này thì chỉ là 200 thôi. Và núm tiếp theo đó là núm post ra. Đây là núm điều chỉnh thời gian trễ khí. Thời gian trễ khí tối đa của máy này cũng là 10 giây, tương tự như VK227. Và bên phía dưới đây cũng là 4 lắp kết nối. Về mặt sau của hai máy này thì thiết kế gần như là hoàn toàn giống nhau. Giống nhau hoàn toàn luôn. Gồm có công tắc bật tắt. Máy sử dụng nguồn điện 220V. Đây là đầu nối giữa ống dẫn khí với máy. Cả hai bên đều có. Đây là số seri của máy. Và đây là số seri của máy VK223. Đây là xuất xứ của máy, Made in China. Và phía dưới đây là quạt tản nhiệt và một số cảnh báo. Ở bên phía trên của máy còn có số seri, tem bảo hành điện tử, hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử và mã QR của máy. Sau khi mua máy thì chúng ta sẽ cào cái tem, phần tem này ra và nhắn theo cú pháp ở bên trong để kích hoạt bảo hành điện tử. Nhờ đó thì chúng ta cũng sẽ xác định được xem là sản phẩm mình mua có phải là hàng thật hay là hàng nhái. Vậy là video trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm máy hàn của thương hiệu Jasic. Đó là máy hàn Jasic Tích 200 VK223 và máy hàn Jasic Tích 250A VK227. Nếu như bạn đã còn thắc mắc gì về sản phẩm này, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi theo hotline tại Hà Nội 0918 486 458 hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh 0902 787 139 để được hỗ trợ và giải đáp nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.